Ủa dữ vậy con? Hôm nay mẹ chuẩn bị ăn tiệc đó hả? Nhà có tiệc nữa nè. Mẹ đi chợ nãy giờ bỏ con đói luôn rồi đó hả? Trời ơi, tôi nghiệp quá mà. Trời ơi, về nút dữ rồi. Cái mày đã quá đấy. Trái cây tự nhiên thôi, ở quê trái gì cũng có hết trơn á, tự trồng trồng rồi ăn thôi chứ không có đi chợ rồi mua. Mẹ con mình là về quê là trái cây đem ra nhóc hết trơn, đủ thứ trái hết trơn. Nó cởi, nó cởi, nó cởi, nó cởi che miệng, nó cởi là che miệng. Cho con nè. Không thèm nè.